gánh nặng nợ nần, Trung Quốc mất gần 180 tỷ đô la Mỹ trả lãi mỗi năm. Trung Quốc đang phải vật lộn với các khoản thanh toán lãi ngày càng tăng khi chính phủ và chính quyền các tỉnh thành tăng cường phát hành trái phiếu, dấy lên lo ngại về nguy cơ xếp hạng tín dụng của nước này bị hạ xuống. Dữ liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc cho thấy gánh nặng trả nợ dự kiến sẽ tăng 7,8% vào năm 2024 lên mức kỷ lục 1.270 tỷ nhân dân tệ, 177 tỷ đô la Mỹ. Con số này tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh lượng phát hành trái phiếu ở Trung Quốc tăng vọt nhằm tài trợ cho kích thích kinh tế và hỗ trợ các chính quyền khu vực đang thiếu tiền mặt. Chi tiêu công của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 4% vào năm 2024. Thanh toán lãi vay là hạng mục tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng dự kiến là 7,8%, vượt xa mức tăng trưởng dự kiến 7,2% trong chi tiêu ngoại giao và quốc phòng. Chi phí lãi vay hiện tại của Trung Quốc đã gấp 1,5 lần so với năm 2019 và đang tiến gần đến mức chi tiêu cho an toàn công cộng, dự kiến trong năm nay là 1.490 tỷ nhân dân tệ. Mức tăng này khiến việc chi tiêu linh hoạt cho an sinh xã hội, việc làm, giáo dục và các mục đích khác trở nên khó khăn hơn. Nhìn chung, doanh thu của chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 3,3% lên 22.400 tỷ nhân dân tệ, nhưng chi tiêu dự kiến lên tới 28.550 tỷ nhân dân tệ. Sau khi tính cả các khoản chuyển nguồn từ năm trước, con số này dẫn đến thâm hụt 4.060 tỷ nhân dân tệ. Chính quyền các khu vực Trung Quốc phụ thuộc tài chính vào sự chuyển giao từ chính phủ quốc gia. Được biết, Bắc Kinh sẽ gửi 10.200 tỷ nhân dân tệ cho các chính quyền khu vực vào năm 2024, chiếm hơn 40% tổng doanh thu dự kiến của chính phủ. Loại trừ các yếu tố tạm thời, những khoản chuyển giao này đang trên đà tăng 4,1% vào năm 2024. Những gì không thể bù đắp bằng thuế sẽ cần phải được tài trợ thông qua trái phiếu mới, làm tăng thêm gánh nặng lãi suất cho Trung Quốc. Việc các chính quyền địa phương ngày càng phụ thuộc nhiều vào chính phủ bắt nguồn một phần từ lĩnh vực bất động sản đang xa lầy của nước này. Theo đó, trước đây, các chính quyền địa phương phát hành trái phiếu để tài trợ cho việc phát triển bất động sản và các dự án cơ sở hạ tầng khác của địa phương. Nhưng kể từ khi bong bóng bất động sản tan vỡ, việc bán quyền sử dụng đất của chính quyền cho các nhà phát triển bất động sản bị hạn chế. Doanh thu của chính quyền khu vực từ việc bán hàng như vậy đã giảm năm thứ hai liên tiếp vào năm 2023, ở mức 13,2%, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2017. Do đó, các chính quyền khu vực vừa phải đối mặt với áp lực nợ, vừa trở nên phụ thuộc hơn vào chính quyền trung ương về phân bổ nguồn tiền. Và một khi Bắc Kinh tăng cường phát hành trái phiếu để kích thích nền kinh tế, gánh nặng lãi của nước này tiếp tục sẽ ngày một tăng cao. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2023, Moody's Investor Service đã hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực. Cơ quan xếp hạng này thường cập nhật xếp hạng của mình vào năm sau khi đưa ra những cảnh báo như vậy, làm dấy lên suy đoán rằng Trung Quốc có thể bị hạ xếp hạng trong năm nay. Năm 2024, mục tiêu GDP của Trung Quốc đặt ra quanh 5%, tương đương năm ngoái, nhưng được dự báo khó đạt vì nền so sánh cao hơn. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế được Trung Quốc nêu trong báo cáo họp quốc hội của nước này mới đây. Để đạt mục tiêu này, nền kinh tế thứ hai thế giới tính đưa thâm hụt ngân sách về 3% GDP, giảm so với 3,8% năm ngoái. Họ cũng muốn phát hành thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ, 139 tỷ đô la Mỹ, trái phiếu chính phủ đặc biệt, không được tính vào ngân sách. Nước này cũng đưa ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội chủ chốt khác cho năm nay, như mục tiêu lạm phát là 3%. Trung Quốc dự kiến tạo thêm 12 triệu việc làm tại thành thị và duy trì tỷ lệ thất nghiệp quanh 5,5%. Năm ngoái, GDP nước này tăng 5,2%, đạt mục tiêu tăng trưởng. Dù vậy, nền kinh tế này vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng và đầu tư công, làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Dòng vốn ngoại thấp kỷ lục. Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, vào Trung Quốc năm 2023 thấp nhất kể từ đầu thập niên 1990, cho thấy thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt trong khi nỗ lực thu hút dòng vốn ngoại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Số liệu do Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, CFE, công bố ngày 18 tháng 2 cho thấy nghĩa vụ đầu tư trực tiếp trong cán cân thanh toán của nước này chỉ tăng 33 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, giảm 82% so với mức tăng của năm 2022. Đây là một thước đo về lượng vốn FDI mới chảy vào Trung Quốc trong một năm thông qua đo dòng tiền của các thực thể do nước ngoài sở hữu tại nước này. Kể từ năm 1993 đến nay, chưa khi nào lượng vốn FDI mới vào Trung Quốc tính theo thước đo nói trên lại thấp như vậy. Điều này cho thấy ảnh hưởng dai dẳng của các biện pháp chống COVID-19 hà khắc mà Trung Quốc áp dụng, ngay cả khi các biện pháp này đã chấm dứt vào cuối năm 2022, đầu 2023. Quý 3 năm 2023, tổng lượng vốn FDI ở Trung Quốc lần đầu tiên giảm kể từ năm 1998. Đến quý 4,
tổng vốn FDI ở nước này đã trở lại trạng thái tăng trưởng, nhưng lượng vốn mới 17,5 tỷ đô la Mỹ ghi nhận trong quý chỉ bằng 1/3 so với mức cùng kỳ năm 2022. Theo giới chuyên gia kinh tế, dữ liệu của SIP có thể phản ánh các xu hướng trong lợi nhuận của doanh nghiệp FDI tại Trung Quốc, cũng như những thay đổi về quy mô hoạt động của các doanh nghiệp này. Lợi nhuận của các công ty nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp ở Trung Quốc đã giảm 6,7% trong năm ngoái so với năm 2022, theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc. Số liệu do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trước số liệu của SIP cho thấy vốn FDI mới vào Trung Quốc trong năm 2023 giảm xuống mức thấp nhất 3 năm. Số liệu của Bộ Thương mại không bao gồm lợi nhuận tại thị trường Trung Quốc mà các doanh nghiệp FDI của nước này dùng để tái đầu tư, đồng thời có mức độ biến động ít hơn so với số liệu của SAFE theo giới chuyên gia. Dù tính theo thước đo nào, sự suy giảm của vốn FDI vào Trung Quốc cũng phản ánh rằng doanh nghiệp nước ngoài đang rút vốn khỏi nước này do căng thẳng địa chính trị và sức hút của lãi suất cao hơn ở các nền kinh tế khác. Các công ty đa quốc gia nhận thấy việc giữ tiền ở các quốc gia khác là hấp dẫn hơn giữ ở Trung Quốc, vì nhiều nền kinh tế lớn khác đã tăng lãi suất để chống lạm phát trong khi Trung Quốc hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng. MOT, cuộc khảo sát doanh nghiệp Nhật Bản ở Trung Quốc gần đây cho thấy hầu hết đã giảm đầu tư hoặc không tăng đầu tư trong năm ngoái, và đa số có cái nhìn bi quan về triển vọng năm 2024. Nhiều chuyên gia cho rằng chính phủ Trung Quốc cố gắng chưa đủ trong việc thuyết phục doanh nghiệp nước ngoài quay trở lại sau đại dịch và cần có thêm nhiều nỗ lực để đạt mục đích thu hút được nhiều vốn FDI hơn. Quan hệ đối tác với Nga đối mặt thử thách. Bộ Tài chính Nga đang thảo luận về các khoản vay bằng nhân dân tệ với các đối tác Trung Quốc, nhưng quyết định bị trì hoãn cho thấy mối quan hệ đối tác không giới hạn giữa hai nước dường như đang có phần căng thẳng. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đầu tuần qua nói với hãng thông tấn nhà nước RIA rằng Nga đang thảo luận vấn đề này với chính quyền Trung Quốc. Các cuộc đàm phán với đối tác Trung Quốc đã diễn ra trong một thời gian dài. Cho đến nay vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Chúng tôi đã thảo luận về chủ đề này vào cuối năm ngoái tại cuộc đối thoại liên bộ trưởng, ông Siluanov cho hay. Chia sẻ với South China Morning Post, các nhà phân tích cho rằng phía Trung Quốc có thể đang cố gắng cân nhắc xem liệu lợi ích từ hợp đồng cho vay bằng đồng nhân dân tệ có xứng đáng với những rủi ro kinh tế và chính trị khi giao dịch với Nga hay không. Bà Zhong Jingzhe, nhà kinh tế cấp cao tại BBVA Research có trụ sở tại Madrid, thì nhận định các ngân hàng thương mại Trung Quốc cũng nên xem xét sự an toàn và lợi nhuận của các khoản vay bằng nhân dân tệ cho Nga, ngoài những cân nhắc về chính trị. Ví dụ, phần bù rủi ro là bao nhiêu trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra và họ sẽ phòng ngừa rủi ro tiền tệ như thế nào trước sự biến động lớn của đồng rút Nga, bà Jingzhe cho hay. Bắc Kinh và Moscow tuyên bố tình hữu nghị không giới hạn của họ vào ngày 4 tháng 2 năm 2022 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Trung Quốc để tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian 2 năm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kéo theo loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga và Trung Quốc dường như vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động kinh doanh như thường lệ. Nền kinh tế Nga bị ảnh hưởng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kéo theo hơn 13.000 hạn chế và trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới. Theo tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, dự trữ ngoại hối bị đóng băng và Nga bị cắt khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT, Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc dường như đã góp phần giúp Nga có khả năng phục hồi kinh tế và làm nản lòng những nỗ lực của phương Tây nhằm buộc Moscow chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!